Chiều nay ngày 9 tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách MICE hơn 700 khách của Bảo Việt Nhân Thọ từ Hà Nội đến Đà Nẵng tham dự hội nghị kinh doanh toàn quốc năm 2022 tại Đà Nẵng. Đoàn MICE với 720 khách trên chuyến bay mang số hiệu VN167 đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 13 giờ 5 phút. Theo đó, hội nghị kinh doanh toàn quốc 2022 và chương trình tham quan giao lưu của đoàn được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 năm 2022. Cùng các hoạt động chào đón theo chính sách MICE Đà Nẵng 2022, lễ đón đoàn đặc biệt có sự góp mặt của Tân Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng và hai Á hậu. Đây là năm thứ hai liên tiếp đoàn khách của Bảo Việt Nhân Thọ được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chào đón với chính sách MICE. Đây là một cái điều rất là bất ngờ đối với Bảo Việt Nhân Thọ khi mà Sở Du lịch có đoàn ra đón, và chúng tôi cảm thấy rằng là như là mình được chào đón ở một cái địa điểm mà chúng tôi sẽ có thời gian học tập nghỉ dưỡng trong vòng khoảng 4 ngày tại đây, thì thực sự là rất là vui mừng và rất là cảm ơn, gửi lời cảm ơn tới Sở Du lịch Đà Nẵng và các cơ quan ban ngành liên quan. Sau lễ đón, Hoa hậu và hai Á hậu đồng hành cùng đoàn qua các tuyến phố lớn của thành phố trước khi tiễn đoàn. Đoàn từ 700 khách được công an thành phố hỗ trợ xe dẫn đường từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về đến khách sạn lưu trú. Các khách sạn khu nghỉ dưỡng 4 đến 5 sao ven biển Đà Nẵng được chọn làm địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện cho đoàn. Ngoài ra, Manulife Việt Nam cũng chọn Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu và hội nghị chuyên đề để khởi động năm kinh doanh 2022 cho hơn 900 nhân sự bảo hiểm cả nước tại Đà Nẵng từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022. Việc liên tiếp đón các đoàn khách mai lớn là dấu hiệu cho thấy du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ và là điểm đến được lựa chọn hàng đầu về du lịch nói chung và du lịch MICE nói riêng.